Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, niềm vui Giáng sinh sẽ được nhân lên khi chúng ta chia sẻ điều Chúa bày tỏ cho mình và khích lệ người khác cùng nhau chúc tụng Chúa. Đây cũng là thông điệp mà bài học Kinh Thánh hôm nay muốn gửi đến quý vị với đề tài Vui mừng và đem đến niềm vui, nương trên lời Chúa trong Luca chương 1, câu 39 đến câu 47. Trong những ngày đó, Mary chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giuđa, vào nhà Sa-cha-ri mà chào Elizabeth. Vả, Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót, và Elizabeth được đầy Đức Thánh Linh. Bèn cất tiếng kêu rằng, người có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này, làm mẹ Chúa ta đến thăm ta. Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm. Mary bèn nói rằng, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là cứu Chúa tôi. Câu gốc của bài học hôm nay là: vả, Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót, và Elizabeth được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Luca chương 1 câu 41. Câu hỏi suy ngẫm: trong phân đoạn Kinh Thánh này có mấy đối tượng vui mừng? Vì sao họ vui mừng? Niềm vui của họ có điểm chung nào? Chúng ta vui mừng về điều gì trong mùa Giáng sinh năm nay? Quý vị san sẻ niềm vui ấy bằng lời nói và việc làm cho người khác như thế nào? Kính thưa quý vị, sau khi được thiên sứ báo sẽ mang thai con Đức Chúa Trời, cô gái trẻ Mary không thuận phục theo kiểu miễn cưỡng sợ hãi, trốn biệt trong phòng, mà cô chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giuđa, vào nhà Sa-cha-ri mà chào Elizabeth. Trong câu 39, câu 40, cô đi thăm viếng người bà con cũng đang mang thai trước mình. Cuộc viếng thăm ấy đã đem lại niềm hân hoan và lời chúc tụng Chúa cho ba đối tượng. Thứ nhất, bà Elizabeth cảm nhận mình vô cùng vinh dự vì được mẹ Chúa đến thăm. Trong câu 41, câu 42, bởi sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, trong câu 41, bà nhận biết thai nhi trong lòng cô Mary chính là con Đức Chúa Trời. Bà xác nhận rằng cô Mary là người có phước trong đám đàn bà khi tin và tiếp nhận sứ mạng Chúa giao. Trong câu 42, thứ hai, thai nhi trong lòng bà Elizabeth vui mừng. Có hai lần câu con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót xuất hiện trong phân đoạn này. Trong câu 41, câu 44. Có lẽ cũng được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ lúc này. Theo Luca chương 1 câu 15, nên thai nhi Giăng Báp-tít từ trước khi ra đời cũng vui mừng về sự có mặt của Chúa Giê-xu trong bụng cô Mary. Niềm vui ấy đã theo ông trong suốt chức vụ của mình trên đất. Theo Giăng chương 3 câu 29, câu 30. Thứ ba, cô gái trẻ Mary vui mừng khi nghe những lời xác nhận và khích lệ của bà Elizabeth. Từ việc cô chủ động đi thăm viếng người bà con mình, rồi chính cô lại nhận được sự khích lệ rất lớn, đến nỗi niềm vui ấy biến thành bài ca tụng Chúa, được lưu lại muôn đời. Trong câu 46 đến câu 55, dù sứ mạng cô được giao đầy thách thức khó khăn, niềm vui của bà Elizabeth, của thai nhi Giăng Báp-tít và của cô Mary xuất phát từ sự viếng thăm của cô Mary. Nhưng quan trọng hơn, niềm vui ấy gắn liền với sự có mặt của thai nhi trong bụng cô Mary. Bởi thai nhi ấy mà bà Elizabeth nói ra những điều kín nhiệm và khó tin. Bởi thai nhi ấy, ông Giăng đã nhảy nhót trong bụng mẹ. Bởi thai nhi ấy, cô Mary nhận biết mình có phước vì được Chúa sử dụng. Mùa Giáng sinh, chúng ta có nhiều buổi nhóm họp, nhiều cuộc gặp gỡ, tiệc mừng. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là những điều chúng ta nói với nhau phải bắt nguồn từ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng ta.
niềm vui Giáng sinh sẽ được nhân lên khi chúng ta chia sẻ điều Chúa bày tỏ cho mình và khích lệ người khác cùng nhau chúc tụng Chúa. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin niềm vui về sự Giáng sinh của Cứu Chúa trở thành đề tài cho những cuộc trò chuyện của con. Xin niềm vui được Chúa cứu, Chúa sử dụng trở thành điều con chia sẻ để khích lệ nhau trong mùa yêu thương này. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có đem lại sự khích lệ cho người khác và giúp họ thêm lên lời ca ngợi Chúa trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh không? Giáng sinh, mùa của ngợi ca, sống đời bày tỏ ơn Cha cho mình, niềm vui khích lệ tâm linh, cùng nhau chia sẻ trong tình yêu thương. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.